Trong video số 3 ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một dạng bài tập, đó là tìm lỗi sai ở mỗi câu và sửa lại. Chúng ta sẽ bắt đầu với câu số 21. If you exercise regularly, you may not maintain your physical fitness. Nếu bạn tập thể dục thường xuyên thì bạn có thể là không duy trì được về thể chất của mình. Và chúng ta có các phương án để lựa chọn như thế này. Ở câu này thì chúng ta sẽ dựa vào tình huống, dựa vào nghĩa của câu khi chúng ta dịch. Thì các bạn thấy là nó không phù hợp. Cho nên chúng ta có thể sửa cho cô ở phương án A. Động từ exercise, luyện tập. Và chúng ta có thể sửa thành hình thức phủ định của động từ này. Và khi đó thì câu 21 sẽ là: nếu như bạn không tập thể dục thường xuyên thì bạn có thể không duy trì được về thể chất của mình. Tiếp theo là câu số 22. She might eat too much before the race if she wants to perform well. Cô ấy có thể ăn quá nhiều trước cuộc đua nếu như cô ấy muốn thi tốt. Ở đây chúng ta có các phương án được gạch chân như thế này. Và câu này thì các em cũng dựa vào nghĩa của câu, chúng ta có thể sửa cho cô ở phương án B, động từ khuyết thiếu might. Chúng ta có thể sửa động từ này thành hình thức phủ định của động từ must hoặc là động từ should, must not hoặc là shouldn't. Khi đó các em có thể dịch câu 22 là: cô ấy không được hay là cô ấy không nên ăn quá nhiều trước cuộc đua nếu như cô ấy muốn biểu diễn tốt. Và nếu các em sửa như vậy thì chúng ta thấy là sẽ hợp lý trong tình huống của câu này. Tiếp theo là câu số 23. Do you know where to look out more about the traditional handicrafts in this region? Thì trong câu này chúng ta có 4 phương án để lựa chọn như sau. Trong đó các em có động từ look out. Động từ này có nghĩa là canh phòng kỹ hay là đề phòng. Như vậy thì với ý nghĩa của động từ look out, chúng ta không dịch được câu 23. Chúng ta nên sửa phương án C các bạn nhé. Và động từ này thì chúng ta có thể sửa cho cô thành find out, có nghĩa là khám phá, tìm ra, tìm hiểu. Cho nên khi đó thì các em có thể dịch câu này là: bạn có biết nơi nào để tìm hiểu thêm về các nghề thủ công truyền thống trong khu vực này hay không? Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với một dạng bài tập nữa. Đó là các em sẽ chọn đáp án đúng để hoàn thành cho mỗi câu. Đây là dạng bài tập trắc nghiệm rất là phổ biến mà các em sẽ làm trong tất cả các bài kiểm tra. Ở câu này thì các em thấy đây là lời thoại ngắn của Mai và Chris. Sorry to interrupt. Can you direct me to nearest pharmacy? Xin lỗi đã ngắt lời bạn. Bạn có thể chỉ đường cho tôi tới hiệu thuốc gần nhất được không? Thì khi đó Chris sẽ nói như thế nào? Mà bạn Mai nói câu như sau. Would you mind showing me the way to the pharmacy? Bạn có thể chỉ đường cho tôi tới hiệu thuốc được không? Như vậy thì các em thấy là bạn Mai nhắc lại câu hỏi. Vậy thì trong tình huống này là Chris không nghe được là Mai nói điều gì. Các phương án để lựa chọn như sau. You're kidding. Bạn nói đùa sao? No way. Không có cách nào. Pardon me. Bạn nhắc lại cho tôi đi. Not at all. Không sao hay là không có gì. Như vậy thì theo tình huống này, các em thấy là bạn Chris không nghe thấy Mai hỏi cho nên là yêu cầu Mai nhắc lại. Cho nên sau đó thì Mai mới đặt lại câu hỏi để hỏi đường tới hiệu thuốc. Bởi vậy thì chúng ta sẽ chọn cho cô đó là phương án C các bạn nhé. Tiếp theo là câu số 25. Sorry, I didn't catch that. Could you repeat what you said? Và chúng ta có những phương án như sau. Not at all. Không sao hay là không có gì. Nói chung thì câu này chúng ta dùng để diễn đạt rằng không có gì và không cần phải cảm ơn đâu. Câu B. Sure, I was saying the meeting is at 3 p.m. Được thôi, tôi đã nói là cuộc họp thì vào lúc 3 giờ chiều. Maybe not yet. Có lẽ là chưa. Why don't you understand? Tại sao bạn lại không hiểu? Và các em có thể xem lại câu hỏi của Venice như sau. Xin lỗi, tôi đã không nghe rõ. Bạn có thể nhắc lại những gì bạn đã nói được không? Như vậy thì câu nói của Henry chắc chắn sẽ là câu B. Chắc chắn rồi, tôi đã nói rằng cuộc họp bắt đầu lúc 3 giờ chiều.
Như vậy thì chúng ta sẽ chọn cho cô phương án B các bạn nhé. Đó là một số câu ví dụ trong dạng bài tập trắc nghiệm. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với phần reading. Đối với phần bài đọc thì các em sẽ có rất nhiều các dạng bài tập đi kèm. Ví dụ như là chúng ta điền từ vào chỗ trống, hoặc là các em trả lời câu đúng sai, true false, hoặc là chúng ta sẽ tìm câu trả lời thích hợp cho câu hỏi, hoặc là chúng ta sẽ tìm nội dung mà một từ nào đó trong bài đề cập tới, và một số dạng bài tập khác. Còn đối với đoạn văn này thì chúng ta sẽ làm với yêu cầu như sau. Đọc đoạn văn dưới đây và chọn câu trả lời đúng A, B, C hoặc D để hoàn thành vào mỗi chỗ trống. Chúng ta sẽ cùng đọc đoạn văn và hoàn thành các bạn nhé. Some people say that a place of interest is a place famous for its sceneries or a well-known attraction site. Một số người nói rằng một địa điểm tham quan đó là một nơi nổi tiếng về phong cảnh hoặc là cái gì đó nổi tiếng của nó. Thì chúng ta sẽ xem lựa chọn cho câu 26 như sau. Historical, có thật trong lịch sử. History, lịch sử. Historian, sử gia hay là histories, danh từ số nhiều. Các em sẽ quay lại câu số 26 trong đoạn văn và chúng ta thấy là ở phía sau có attraction site là một cụm danh từ, thì phía trước chúng ta sẽ cần một tính từ để bổ nghĩa cho nó. Và dựa theo tình huống câu này mà cô trò chúng ta vừa dịch thì với các từ chúng ta có thể chọn cho cô đó là phương án A, historical. Chúng ta có thể điền tính từ vào đây. Một số người nói rằng một địa điểm tham quan đó là một nơi nổi tiếng về phong cảnh của nó, hoặc một địa điểm tham quan lịch sử nổi tiếng. I don't think it has to be so limited. Tôi thì không nghĩ rằng nó phải bị giới hạn như vậy. Theo ý kiến của tôi thì một địa điểm tham quan chỉ đơn giản là một nơi mà mọi người thích tới. In my town, the park is site because many people love spending time there. Ở thị trấn của tôi thì công viên là một địa điểm như thế nào đó mà rất nhiều người thích dành thời gian ở đây. Thì chúng ta dựa vào tình huống của câu và các em sẽ xem những phương án của câu số 27 như sau. Chúng ta có knowing well, đó là biết rõ, good know. Và câu C là well know thì đều có nghĩa là nổi tiếng. Tuy nhiên thì well know thường dùng để nói về những cá nhân, những địa điểm hay là cái vật thể nào đó mà được nhiều người biết đến thì chúng ta hay dùng là well know. Và câu D là know well, là biết rõ, thì nó cũng giống như phương án A. Và ở câu 27 này thì các em có từ site đứng sau phía trước, chúng ta sẽ chọn cho cô ở dạng tính từ để bổ nghĩa các bạn nhé. Như vậy chúng ta sẽ chọn cho cô phương án C, well know. Chúng ta điền vào câu số 27. Ở thị trấn của tôi thì công viên là một địa điểm được nhiều người biết đến bởi vì rất nhiều người thích dành thời gian ở đó. Tiếp theo là câu số 28. Old people do and walk in the park. Những người lớn tuổi thì làm gì và đi dạo trong công viên. Chúng ta sẽ có những phương án lựa chọn của động từ exercise. Hình thức quá khứ, nguyên mẫu có do và thêm đuôi ing. Và chúng ta có thể quay lại câu số 28 các bạn nhé. Chúng ta có là do. Như vậy thì các em có cụm động từ do exercise là tập thể dục, thì chúng ta thấy nó phù hợp với câu này. Có nghĩa là những người lớn tuổi thì tập thể dục và đi dạo trong công viên. Cho nên chúng ta sẽ chọn cho cô đó là phương án B, exercise. Và câu tiếp theo, children play games there while their parents sit and talk with each other. Trẻ em thì chơi trò chơi ở đó, trong khi cha mẹ của mình thì ngồi và nói chuyện với nhau. Another place of interest in my town is Hoa Bình Market. Và một địa điểm thú vị khác nữa ở thị trấn của tôi đó là chợ Hòa Bình. It's a traditional market with a lot of things to see. Đó là một khu chợ truyền thống với rất nhiều thứ để xem. I love to go there to buy food and clothes and watch other people buying and selling. Tôi cũng rất thích tới đó để mua thức ăn và quần áo và xem mọi người mua bán. Và tiếp theo là câu số 29.
Foreign tourists also like this market because they can experience culture of Vietnamese people and buy woven cloth and handicrafts as souvenirs. Khách du lịch nước ngoài thì cũng rất là thích khu chợ này bởi vì họ có thể trải nghiệm cái gì đó và mua vải dệt, đồ thủ công để làm quà lưu niệm. Và chúng ta cùng xem các lựa chọn cho câu 29 như sau. Ở đây thì chúng ta có thể dùng mạo từ the hoặc là a hoặc là an hoặc là không sử dụng. Ở tình huống của câu 29 này thì chúng ta thấy là nhắc tới văn hóa của người Việt Nam, culture of Vietnamese people. Cho nên chúng ta sẽ sử dụng mạo từ xác định, đó là mạo từ the các bạn nhé. Cho nên câu 29 mình sẽ chọn A. Và câu số 30 thì chúng ta sẽ xem những phương án đã cho. Trước tiên thì chúng ta cùng xem cho câu cách sử dụng của 4 phương án này. The others, other, another và others. Trong đó thì chúng ta quan sát cho câu B trước. Other, nó có nghĩa là khác và nó đi kèm với danh từ số ít hoặc số nhiều. Tiếp theo là câu C. Another, có nghĩa là một cái khác và dùng với danh từ số ít. Cho nên chắc chắn là chúng ta sẽ không dùng phương án C rồi. Còn câu A và câu D, the others và others, thì hai từ này nó đứng một mình, không đi kèm với danh từ. Trong khi đó thì nhìn lên trên đoạn văn, chúng ta thấy là sau chỗ bỏ trống lại là một danh từ số nhiều. Bởi vậy cho nên chúng ta không dùng được câu A và câu D. Và từ những phân tích trên thì các em có thể chọn cho cô đó là phương án B các bạn nhé. Cho câu số 30. Chúng ta sẽ cùng dán lên đây. Other. Và sau đó các em sẽ cùng cô dịch câu số 30 như sau. Những khách du lịch nước ngoài thì cũng thích khu chợ này bởi vì họ có thể trải nghiệm văn hóa của người Việt Nam và mua vải dệt rồi những cái đồ thủ công khác làm quà lưu niệm. Đó là đoạn văn đầu tiên và tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với một bài reading nữa với một yêu cầu như sau. Đọc đoạn văn và chọn đáp án A, B, C, D để làm câu trả lời cho mỗi câu hỏi dưới đây. Living in a bustling city offers many advantages, but it also comes with its own set of challenges. Sống ở một thành phố nhộn nhịp thì có rất nhiều lợi thế, nhưng mà nó cũng có những thách thức riêng. One common issue is the presence of leftover waste on the streets, which can create an unsightly environment and attract pets. Một vấn đề phổ biến đó chính là vấn đề về rác thải trên đường phố, cái mà có thể tạo ra về một môi trường không đẹp mắt và thu hút nhiều sâu bệnh. To combat this, city officials often implement strict waste management policies to encourage proper disposal of garbage. Để chống lại điều này thì những viên chức thành phố phải thường xuyên thực hiện những cái chính sách quản lý rác thải nghiêm ngặt để khuyến khích xử lý rác thải đúng cách. Another problem in cities is keeping clean in crowded areas. Và một vấn đề khác trong thành phố đó là giữ vệ sinh ở những khu đông đúc. Because many people live close together, it's crucial for everyone to focus on hygiene to keep everything clean and avoid spreading sickness. Bởi vì nhiều người sống ở gần nhau thì điều quan trọng đối với mọi người là phải chú ý để giữ gìn vệ sinh và tránh việc lây lan bệnh tật. Washing hands often and keeping homes tidy can help with this problem. Việc rửa tay thường xuyên và giữ cho nhà cửa ngăn nắp có thể giúp giải quyết được vấn đề này. Regular cleaning of public places like parks and transportation is also important. Vệ sinh thường xuyên những nơi công cộng như là công viên và phương tiện giao thông thì cũng rất là quan trọng. Additionally, city dwellers may experience discomfort such as itchy eyes and respiratory problems due to air pollution. Thêm vào đó nữa thì những người dân thành phố có thể gặp phải những vấn đề khó chịu như là ngứa mắt hoặc là các vấn đề về hô hấp do ô nhiễm không khí. Investing in air purifier and wearing masks when going outdoors can provide some relief from these symptoms.
việc đầu tư vào máy lọc không khí và đeo khẩu trang khi đi ra ngoài có thể giúp làm giảm được những triệu chứng này. Planting more trees and using public transportation instead of personal cars can also help reduce pollution. Trồng nhiều cây xanh và sử dụng những phương tiện giao thông công cộng thay vì dùng ô tô riêng cũng có thể giúp giảm được vấn đề ô nhiễm. Despite these challenges, many people are drawn to city life for its opportunities and excitement. Mặc dù những thách thức này, nhưng vẫn nhiều người dân bị cuốn hút vào cuộc sống thành phố bởi vì những cơ hội và sự thú vị của nó. However, it is essential for residents to be mindful of drawbacks and take steps to mitigate them for a healthier and happier urban experience. Tuy nhiên, thì điều quan trọng là cư dân phải lưu ý tới những hạn chế và thực hiện các bước để giảm thiểu chúng, để có thể trải nghiệm được cuộc sống đô thị hạnh phúc và lành mạnh hơn. Đó là nội dung của đoạn văn. Và bây giờ chúng ta sẽ đọc các câu để các em chọn câu trả lời đúng. Câu số 31. How do city officials address the issues of leftover waste? Các viên chức thành phố giải quyết vấn đề rác thải còn sót lại như thế nào? Thì chúng ta sẽ có 4 phương án sau đây. By implementing strict waste management policies. Bằng cách là thực hiện chính sách quản lý rác thải nghiêm ngặt. By encouraging people to leave it on the streets. Bằng cách là khuyến khích mọi người vứt rác trên đường phố. By hiring more people to solve it. Bằng cách là thuê thêm người để giải quyết. By attracting more pets to the area. Bằng cách là thu hút nhiều loài gây hại hơn đến khu vực. Như vậy thì chúng ta có thể dễ dàng chọn được cho câu 31. Đó là phương án A. Thực hiện các chính sách quản lý rác thải nghiêm ngặt. Tiếp theo là câu số 32. Why is maintaining personal hygiene important in crowded urban areas? Tại sao việc duy trì vệ sinh cá nhân lại quan trọng ở những khu đô thị đông đúc? To attract more pets, để thu hút nhiều loài sâu bệnh. To decrease air pollution, để giảm ô nhiễm không khí. To reduce living expenses, để giảm chi phí sinh hoạt. To prevent the spread of illnesses, để ngăn ngừa sự lây lan của bệnh tật. Và như vậy thì chúng ta sẽ chọn phương án D cho câu số 32 các bạn nhé. Các em có thể tìm thông tin trên đoạn văn như sau. Ở phần đầu của đoạn văn mà cô để trên màn hình, một vấn đề khác trong các thành phố đó là giữ vệ sinh ở những nơi đông đúc. Bởi vì nhiều người sống cạnh nhau thì điều quan trọng là mọi người phải tập trung vào giữ vệ sinh và tránh được sự lây lan bệnh tật. Và tiếp theo là câu số 33. Which sentence is not true according to the passage? Câu nào thì không đúng với nội dung đoạn văn? Chúng ta sẽ xem 4 đáp án sau đây. Máy lọc không khí thì có thể là giảm bớt được sự khó chịu từ việc ô nhiễm không khí. Many people are drawn to city life despite its challenges. Nhiều người bị thu hút bởi cuộc sống thành phố mặc dù có nhiều thách thức. It's crucial for everyone to focus on hygiene to prevent the spread of sickness. Điều quan trọng là mọi người phải tập trung vào vấn đề vệ sinh để ngăn chặn sự lây lan của bệnh tật. City dwellers never experience discomfort such as itchy eyes. Người dân thành phố không bao giờ bị cảm giác khó chịu như là ngứa mắt. Ở câu 33 này thì hỏi là câu nào không đúng với đoạn văn. Như vậy thì chúng ta sẽ chọn cho cô là phương án D. Đó là người dân thành phố không bao giờ gặp phải những cái sự khó chịu, ví dụ như là ngứa mắt. Chúng ta có thể thấy nội dung ở trên đoạn văn mà các em vừa đọc như sau. Chúng ta nhìn vào phần đầu trên màn hình. Thêm vào đó thì những người dân thành phố trải qua những cái sự khó chịu như là ngứa mắt hoặc là các vấn đề về hô hấp bởi vì sự ô nhiễm không khí. Thì đó là lý do mà chúng ta có thể chọn câu sai, đó là câu D.
Tiếp theo là câu số 34. What does the word mitigate mean in the context of the passage? Từ mitigate thì có nghĩa gì trong ngữ cảnh của đoạn văn? Increase có nghĩa là tăng. Extend mở rộng. Improve cải thiện. Reduce có nghĩa là giảm. Và trong đó thì chúng ta có động từ mitigate có nghĩa là giảm thiểu. Cho nên chúng ta có thể chọn cho cô đó là phương án D các bạn nhé. Động từ reduce có nghĩa là giảm. Và tiếp theo là câu số 35. What is the main idea of the passage? Ý chính của đoạn văn là gì? Thì chúng ta sẽ có 4 phương án sau đây để lựa chọn. The opportunities and excitement of urban living. Những cơ hội và sự thú vị của cuộc sống đô thị. Advantages of living in the city. Những lợi thế của việc sống ở thành phố. Challenges and benefits of urban living. Những thách thức và những lợi ích của cuộc sống đô thị. The attraction of city life to people. Sự hấp dẫn của cuộc sống thành phố đối với mọi người. Và như vậy thì các em có thể chọn cho cô phương án C. Đó là những thách thức và những lợi ích của cuộc sống đô thị. Chúng ta có thể thấy là ngay câu đầu tiên của đoạn văn mà cô trò chúng ta đã đọc, đó là cuộc sống ở thành phố đông đúc thì cho chúng ta nhiều những thuận lợi nhưng mà cũng có những thách thức. Thì trong câu đầu tiên này chúng ta đã có từ advantages và từ challenges, hai danh từ số nhiều. Và sau đó thì đoạn văn đã kể ra, đã nói ra rất nhiều những cái lợi ích và những thách thức. Ví dụ như ở câu tiếp theo này thì điều đầu tiên đoạn văn nói về đó là cái ảnh hưởng của rác thải và môi trường đến cuộc sống con người. Và tiếp theo thì lại nói đến một vấn đề khác trong những khu vực đông đúc, đó là họ sống gần nhau thì hay xảy ra những cái tình trạng đó là lây lan bệnh tật, spreading sickness. Và ở đoạn ngắn tiếp theo thì thêm vào đó nữa thì người dân thành phố phải trải qua những cái cảm giác khó chịu, những cái vấn đề khó chịu ví dụ như là ngứa mắt hay là những vấn đề về hô hấp bởi vì sự ô nhiễm không khí. Và tuy nhiên thì vẫn nhiều người bị thu hút bởi cuộc sống thành phố vì những cái cơ hội và những cái sự thú vị của nó. Và đó là tất cả những cái lý do để các em có thể chọn phương án D cho câu số 35, đó là những thách thức và những lợi ích về cuộc sống đô thị. Đó là một số nội dung về bài reading mà cô chia sẻ với các em trong video này. Còn trong bài kiểm tra của mình thì có thể các em sẽ có những phần ví dụ như là phần nghe hoặc một số bài tập viết câu các bạn nhé.